các bạn, ở đây có một lô đất nha, đường bê tông, cách đường nhựa có 150m thôi, có một lô đất làm nhà vườn rất là xịn sò ngay cái chỗ xe ô tô đang dê đó ha. Lô đất ba ngang năm dài 40, 200m2, 60 chỗ cư đó, ở gần hồ mát mẻ ha, đường xá thì sạch đẹp nha, đó xe ô tô chạy tới đất ha. 235 triệu một lô đất, có thổ cư sổ riêng. Đó, đường xe cộ chạy thoải mái ha. 235 triệu bạn đã sở hữu một lô đất làm nhà vườn rất là đẹp luôn. Cách chợ Việt Đức chỉ có 2 km thôi. Cách đường nhựa chính là chợ Việt Đức chỉ có 150m thôi. Về sân bay thành phố chỉ có khoảng 14-15 km thôi nha các anh chị. Không đâu mà rẻ đẹp sạch sẽ được như đây đâu ha. Chúc cho các bạn sở hữu một lô đất rất là đẹp. Ok, bye bye.